Thường chuyền hơi sâu của Minh Trung. Chúng ta hãy chờ xem điều gì. Một phản ứng rất quyết liệt của cao thủ Long An. Trọng tài Trọng Thư, ban huấn luyện của mình, và lãnh đạo của đội đang khuyến khích cao thủ của mình trở lại vào sân thi đấu. Chúng ta cũng có thể thấy có rất là nhiều các cổ động viên đã có những phản ứng với trận đấu đang sẽ phải tạm dừng bởi quyết định của đội khách. Còn đội chủ nhà thì lúc này đang được hưởng một quả penalty. Trận đấu gây rất nhiều tranh cãi. Trước đó Hoàng Lâm và Dijachenko. Các cầu thủ Long An đang phản ứng quyết liệt là không muốn tiếp tục vào sân thi đấu. Đa số cao thủ co cũng đang phản ứng quyết liệt. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư dường như không thay đổi quy định của mình, và Victor vẫn đang cầm bóng để trên chấm penalty chờ thủ môn của đối phương vào sân. Thủ môn Nguyễn Minh Nhật thì là người đã vào sân rồi, nhưng chúng ta hai cũng có thể thấy là cao thủ yêu cầu thủ môn Nguyễn Minh Nhật không đứng trong ngay giữa khung thành và để khung thành trống cho Victor, và có lẽ đây sẽ là quả penalty dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Victor. Bởi vì đối mặt với anh, mặc dù có thủ môn, nhưng thủ môn đã đứng vào góc khung thành, còn trọng tài thì yêu cầu thủ môn phải đứng đúng vị trí, đứng đúng ở khu vực giữa sân. Chúng ta đang yêu cầu cao thủ Long An rời khỏi khu vực 16m50. Nguyễn Minh Nhật đứng đúng vị trí nhưng xoay lưng. Những tình huống phải nói là khá buồn cười và hài hước. Trọng tài đã thổi còi. Minh Nhật thì không bắt bóng và quay lưng lại. Victor thì đá ngay giữa khung thành, nhưng cầu thủ này, thủ môn này hoàn toàn không có phản xạ phát bóng. Chúng ta cùng xem lại tình huống hài hước này. Chúng ta cũng có thể thấy là Victor hoàn toàn cũng không muốn. Cao thủ Long An dường như đứng trên sân. Đây có thể là những tình huống hài hước nhất của V-League. Tuấn Anh được các cầu thủ Long An chuyên bóng, và một mình anh dẫn bóng dễ dàng qua mình. Đã không còn tính chất của một trận đấu nữa, và giờ đây đó chỉ là những màn kịch ở trên sân mà thôi. V-League. Dijachenko nhận bóng và tiếp tục đưa bóng vào khung thành trống. Một bàn thắng nữa đã đến, một bàn thắng đến cho các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là một trận đấu hoàn toàn đáng quên của V-League.